Xin chào, các bạn hay hỏi mình là lịch này sau khi vẽ xong thì làm sao đóng lại thành tập được Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà mình đóng tập quyển lịch này nhé Nếu mà các bạn mua lịch này kèm theo đế giấy thì mình đã bấm lỗ sẵn rồi Các bạn chỉ cần làm theo như mình, xếp lịch gọn lại Sau đó luồn sợi dây gai thứ nhất qua mình làm tương tự với sợi dây thứ hai sau đó mình lại xỏ tiếp sợi dây qua bìa giấy đính kèm sau khi xỏ hai sợi dây qua đế lịch xong thì mình sẽ lật đế lịch ra mặt sau và mình tiếp tục thắt nút hai sợi dây lại các bạn nhớ là cột lỏng thôi để mình còn có chỗ để lật lịch lại sau khi cột hai sợi dây riêng lẻ xong thì mình sẽ nối hai sợi dây lại với nhau bạn nào khéo tay thì có thể thắt nơ nếu không muốn thắt nơ thì mình có thể cột thắt nút cũng được. Nếu bạn không thích sợi dây thường trồi lên thì mình có thể cố định bằng băng keo ở phía sau cũng được Các bạn cùng xem lại thành quả 12 tháng của mình vừa vẽ xong nhé Hôm nay mình vẽ bộ lịch có chủ đề là Hoàng hôn. Mình có nhận vẽ lịch để tặng nha. Các bạn có thể liên hệ mình để biết thêm chi tiết Còn nếu các bạn muốn tự vẽ lịch thì mình có giấy để vẽ lịch các bạn có thể xem trong giỏ hàng của mình nha cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua các bạn muốn mình vẽ bộ lịch tiếp theo theo chủ đề gì thì comment cho mình biết với nha ôi mình nói đến đây là hết ý rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha tạm biệt